Bí mật đằng sau vũ điệu ma thuật của Michael Jackson. Thưa các bạn, hàng triệu người trên thế giới say mê những bước nhảy moonwalk đỉnh cao của Michael Jackson. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng bí mật đằng sau làm thế nào để Michael Jackson có thể nghiêng 45 độ. Trong video cho đĩa sơn Smooth Criminal phát hành năm 1987, Michael Jackson và các vũ công của mình đã khiến cho khán giả trên toàn thế giới sửng sốt với điệu nhảy nghiêng người 45 độ. 30 năm đã trôi qua kể từ khoảng thời gian đó, và kể cả sau khi ông Hoàng Nhập Bốp qua đời, người ta vẫn không khỏi ấn tượng với điệu nhảy huyền thoại này. Liệu Michael Jackson thật sự là một người phi thường như thế? Ông ấy đã chiến thắng cả lực hút của trái đất khi nghiêng người 45 độ mà vẫn không bị úp mặt xuống. Vâng, tất nhiên là không rồi. Michael Jackson cũng giống như những người bình thường khác, ông cũng chẳng có năng lực siêu nhiên nào cả. Tuy nhiên, điều ông ấy có ở đây chính là sự sáng tạo và khả năng vận dụng sự sáng tạo đó vào màn biểu diễn của mình. Cụ thể, bí mật giúp Michael Jackson hoàn thành xuất sắc những bước nhảy của mình nằm ở chính đôi giày mà ông sử dụng. Đôi giày đặc biệt này được chính Michael Jackson sáng chế ra với sự trợ giúp của hai cộng sự khác. Người ta gọi đó là đôi giày anti-gravity, bất chấp trọng lực. Nhìn bề ngoài, đôi giày này có thiết kế khá giống với những đôi giày bình thường. Tuy nhiên, chính cấu tạo phần gót giày là điểm khiến cho đôi giày này trở thành một đôi giày ma thuật. Theo đó, phần gót giày được khoét một rãnh hình chữ V, có thể neo chặt đinh vít đã được cố định để giữ chặt chân người sử dụng tại chính điểm đó. Cụ thể, khi sắp được thực hiện động tác nhảy nghiêng người, Michael Jackson và các vũ công sẽ di chuyển ra khu vực sân khấu, nơi đã có đóng sẵn các đinh ốc nhô lên. Sau đó, họ sẽ trượt phần rãnh chữ V vào hai chiếc đinh ốc trên sàn. Đinh ốc đã neo chặt vào đế giày và giữ cho Michael Jackson cùng các vũ công không bị ngã nghiêng khi nghiêng người. Năm 1993, Jackson và các cộng sự đã cấp bản quyền sáng chế cho đôi giày ma thuật nói trên và nó tiếp tục hoạt động trơn tru cho đến tháng 9 năm 1996. Trong một buổi biểu diễn ở Moscow, Nga, chiếc móc đã bị tuột khiến cho Michael Jackson phải thay đổi thiết kế của nó sau đó. Đôi giày này cùng phiên bản của nó sau đó thuộc quyền sở hữu của Hard Rock Cafe tại Moscow và nó vẫn giữ được tại đây sau khi Michael Jackson qua đời. Chúng đã được bán đấu giá với giá tiền là 600.000 USD. Những màn biểu diễn đỉnh cao của Michael Jackson luôn để lại trong lòng khán giả những ấn tượng khó phai. Ngoài tính chất nghệ thuật thì sự sáng tạo là điều không thể không nói tới. Đôi giày nói trên là một trong những điều như vậy. Mặc dù đôi giày này sau đó đã gặp phải một số sự cố đáng tiếc, tuy nhiên Michael Jackson và đôi giày ma thuật vẫn xứng đáng đi vào lịch sử loài người. Cảm ơn các bạn đã xem video trên kênh của chúng tôi. Nếu bạn thấy hay thì tiếc gì một like và cũng đừng quên share cho bạn bè của bạn nhé. Nếu bạn chưa đăng ký thì mời bạn hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh chúng tôi nha.